cháy không có sợ. Thở trước lúc cháy bò dài. Sợ gì bò? Trước lúc cháy bò dài khó thở không chứ chị cỏ. Nam ơi. Ơi tôi đây. Chọc cho còn nghe tiếng kêu đó cũng bừng. Ôi chú bò xa hả? Chứ là mấy mấy nay không qua nhà chơi không? Chuyện là hôm bữa bò xóm tôi gây gãi sân cái mấy coi chân qua đi. Có mấy bữa này có đi mô được cơ bò. Chân qua. Bữa nay tôi phán vẫn giỡn mà cũng trúng. Trúng rồi sân sân u ù đây chứ này không trúng. Chân giỡn ông này mà sợ ông còn chớn qua chị. Mấy bữa nay không thấy ông qua nhà chơi. Mà ở bên ngoài đâu có nghe kèn đó mò ăn thổi. Chứ vợ biết ông cháy qua cũng hương. Ẻo kinh lắm. Ừ biết lúc bộ đi không. Hôm qua không thấy ông qua đi thấy cũng còn thống nhang rang đó cũng mừng. Chứ lụm chị ghét cái quần lụm chơi rễ. Chị hôm bữa đang clip trên mọn đó mấy đứa nuôi cái quần rang rách trọn chỉ rách đa rồi tôi sợ chị tôi ma lại rang hồ thanh niên á sợ cái phốt màu rang trời tôi sợ thật lắc cái bờ không ngờ mà bờ sợ tôi phốt nè ông sợ không được đó tôi sợ cho được ông cái chuyện hết bơm các ơi chỉ con Hiền đi ngon qua cái tôi vô nhờ chỉ sợ cho là không nhiếc giùm cho chứ con cha đâu không nhờ cái tiền ót lớn nữa trời không đi chơi rồi bà ơi chơi dòi có tính thì về nữa con cá không sợ ma nhiếc lại giùm cho dòi rồi quê như quê bữa củi mà bà gạt là sổ kim chỉ không bỏ ra để ra chi nhà mấy đứa nấm đi nhiếp náo nước chì đó bác mà nước sâu chế trò uống mà ê bò ơi bò rằng bò có sợ chết rồi trước như chết rồi có thấy cái cảnh này thì tay này không bò chết không có sợ. Thở trước lúc cháy bò dài á. Sợ gì bò? Trước lúc cháy bò dài khó thở lắm chứ chị có. Chứ cháy cái quẹo cái rầu chứ chị đâu có không. Dễ ổn chị. Ông chừng nay tuổi cũng còn sợ cháy nữa không. Rồi không sợ cháy. Mà tôi cũng chưa cháy. Tôi cũng đâu biết là lúc mình cháy rồi. Rồi mình còn biết được cái điều ra nhân gian này không. Sao ông hủ quá. Ông hủ quá trước cũng hủ quá không. Mà ông có muốn biết lúc ông cháy là nhân gian có âm thanh chi không? Biết rồi chứ rèn không biết mà. Trời, ông đưa cái tôi cặp cái nắp dùng bước cái bộ dí dạ. Cặp nắp dùng rồi. Ừ, nói tôi cặp nắp dùng bước cái bộ dí dạ lại ra. Đó, tôi cái ở đây luôn rồi. Đó, dạ. Khiến cái miếng bộ dí dạ nữa. Bộ dí dạ. Bộ dí dạ nè. Bộ dí dạ đây. Ngồi xuống rồi. Bỏ cái gậy qua. Nằm ngửa ra ngay. Nằm ngửa rồi. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Rồi. Ông nghe tôi gõ cái thằng nào ông gõ theo ý. Rồi. Ông cứ gõ y như đây cho tôi nè. Được chưa? Rồi. Ông rung rung đây cái rồi ông gõ chắc đại hà lắm á. Y mới đứa mua gần nữa đó. Rồi. Nằm ngửa lúc này. Rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Rồi gõ đây. Đúng đâu, gõ ai đó vô nè, chuẩn bị vô nè không? Bộ trụ ẻo tôi hả bộ? Bộ thấu y kèm nó mỏ rồi bộ? Trụ ẻo chị? Cái ông núi ông kêu lúc cháy rồi không biết chuyện thế giòn. Lúc ông cháy cái này thì họ thổi càng đốm moa thì tôi cho ông nghe trước rồi còn ưng chi nữa bò dòa nó chú bò dòa nó bò dòa bò dòa